Khách hàng tạo bất ngờ cho Như với món quà vô giá. Tại em thích chị. Ủa, đẹp, cô trai vậy. Chị Như chắc chị Như sẽ biết tiếng Anh nhỉ? Gửi gì cho chị Như vậy? Mỗi quà cho chị Như. Giấu kỹ. One hour later. Tại em thích chị. Em nói tất cả các người phụ nữ đều đẹp đó, mà muốn đẹp hơn á là phải gặp chị Như. Mời đẹp, mời đẹp. Làm thẩm mỹ được 8-9 năm nay, Như cũng đã nhận được rất là nhiều món quà từ khách hàng của mình. Nhưng hôm nay có lẽ là Như hơi xúc động với cái món quà này của em gái. Một giỏ hoa, quà trái cây và có thêm một cái lá thư nhỏ nhắn dễ thương nữa. Em chúc chị Như Mignon lời chúc yêu thương. Love you chị Như. Tất cả phụ nữ xứng đáng được xinh đẹp và tìm kiếm sự hoàn hảo. Đừng tự ti về bản thân mình. Nếu bạn vẫn chưa được đủ được hoàn hảo thì hãy tìm kiếm cho mình một địa chỉ uy tín và tôi đánh giá cao ở địa chỉ này. Quá dễ thương. Như luôn sống và làm việc bằng cả một trái tim của mình. Và hình như là 8 năm nay lúc nào cũng kinh doanh với một cái suy nghĩ là coi khách hàng là người nhà của mình vậy đó. Khi mà họ cần cái sự giúp đỡ gì đó thì mình vẫn luôn sẵn sàng và hết lòng và tối giản chi phí cho khách hàng hết mức có thể. Cho nên mọi người cũng thắc mắc là tại sao mà phòng khám không tính tiền thuốc, không tính tiền những cái lặt vặt như phí xét nghiệm, áo định hình. Thì bởi vì là mình nghĩ là mình thu tiền dịch vụ được rồi. Những cái kia mình cũng không có nên vẽ vời khách và thu thêm khách làm gì, mình có thể lo được cho họ. Và mình muốn là tất cả các khách hàng đến làm đẹp tại phòng khám thì luôn có những cái trải nghiệm tốt nhất và luôn nhận được cái giá trị xứng đáng với cái niềm tin mà khách hàng dành cho Như. Với tôn chỉ là sống và làm việc bằng cả trái tim và luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, làm mọi việc tận tâm tận sức, thì Như hy vọng là luôn được các khách hàng yêu thương và ủng hộ. Và Như mong muốn là Mignon sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và sẽ phụng sự cho khách hàng, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình nâng cấp sắc đẹp.